Các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố kết quả nghiên cứu về tính an toàn và hiệu quả vượt trội của công nghệ hướng đích ứng dụng trong điều trị các bệnh lý dạ dày, trào ngược dạ dày. Công nghệ hướng đích được các nhà khoa học ứng dụng vào hợp chất thiên nhiên curcumin từ cây nghệ vàng trong điều trị bệnh lý ung thư và viêm loét dạ dày. Với curcumin hướng đích thì đã giúp cho các nhà khoa học giải quyết được hai vấn đề lớn nhất của curcumin, đó là tính khó hấp thu và chế độ đặc hiệu trên bệnh lý dạ dày. Theo kết quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm trên các bệnh nhân đã sử dụng cho thấy là công nghệ hướng đích đưa curcumin tập trung thẳng vào các tế bào viêm, tế bào ung thư của người bệnh gấp 70 lần so với nano curcumin thông thường. Từ đó giúp gắn kết các phân tử thuốc một cách có chọn lọc với các tế bào bệnh, khiến các tế bào này bị tiêu diệt hoàn toàn, đem lại hiệu quả điều trị cho người bệnh và an toàn với các tế bào lành. Ngày 31 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra buổi hội thảo khoa học báo cáo tính an toàn và hiệu quả của công nghệ hướng đích ứng dụng trong bệnh viêm loét dạ dày trào ngược do Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Nằm trong chuỗi các hoạt động kết nối cung cầu khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội và nhằm quảng bá đến xã hội các kết quả nghiên cứu, ngày 31 tháng 5 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học báo cáo tính hiệu quả và an toàn của công nghệ hướng đích ứng dụng trong bệnh viêm loét dạ dày nhằm công bố kết quả nghiên cứu. Một năm qua nghiên cứu thì và đưa ra triển khai ứng dụng dưới cái tên gọi là thương mại Escurmafiji đó của công ty Elepharma của trường đại học trường đại học quốc gia Hà Nội ấy, thì có thể nói rằng là được cái sự đánh giá rất là cao của người tiêu dùng trong cả nước. Công nghệ hướng đích là một công nghệ cao của nghiên cứu và phát triển thuốc. Curcumin hướng đích có khả năng tập trung mạnh với tế bào viêm, tăng gấp 70 lần so với nano curcumin thông thường. Kính thưa quý vị, trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một giải pháp công nghệ mới rất thú vị và hữu ích cho mỗi người để bảo vệ cũng như là giữ gìn sức khỏe của chúng ta. Đó chính là quy trình điều chế viên sủi nano curcumin hướng đích của nhóm các nhà khoa học trẻ tâm huyết đến từ công ty cổ phần Elepharma. Curcumin được ví như thần dược, được chiết xuất từ củ nghệ vàng có nhiều tác dụng như chống viêm mạnh, lành vết loét, giải độc gan, làm đẹp da, phòng và hỗ trợ điều trị ung thư. Công nghệ nano giúp hấp thu curcumin vào cơ thể để phát huy các tác dụng quý báu này. Tuy nhiên, sử dụng nano curcumin như thế nào để đem lại hiệu quả nhanh nhất, an toàn nhất và phù hợp nhất với đa số người sử dụng luôn là một bài toán khó được đặt ra cho các nhà nghiên cứu y dược học. Quyết tâm tìm ra lời giải cho bài toán ấy, cùng khát khao tạo ra một sản phẩm chất lượng cao, giàu trí tuệ của chính người Việt Nam, tiến sĩ Phạm Thế Hải cùng các nhà khoa học trẻ với nhiều năm học tập và nghiên cứu ở những nước có nền y tế phát triển như Cuba, Nhật Bản, Pháp đã dành nhiều tâm huyết và thời gian để nghiên cứu và cho ra đời quy trình bào chế viên sủi nano curcumin hướng đích và viên sủi Escurmafiji. Theo quy trình công nghệ, sau khi được tinh chế từ bột nghệ vàng, curcumin được nano hóa tạo ra cấu trúc nano siêu nhỏ từ 30 đến 50 nanomet bằng công nghệ micen để tăng khả năng hấp thu và tính sinh khả dụng với cơ thể. Sau đó, nano curcumin được gắn acid folic phối trộn với tá dược để bào chế cho ra sản phẩm viên sủi nano curcumin hướng đích. Công nghệ bào chế viên sủi mới không gây kích ứng dạ dày, đường tiêu hóa, không ảnh hưởng đến đường huyết, huyết áp, hơn nữa còn giúp hạt nano được tạo ra giữ được kích thước nhỏ nhất và không bị ảnh hưởng bởi pH đường tiêu hóa. Với công nghệ này, nano curcumin được hấp thu ngay vào cơ thể và phát huy tác dụng nhanh chóng ngay sau khi được sử dụng. Các hạt nano curcumin hướng đích sẽ hướng tới các vùng viêm, tế bào ung thư, tiền ung thư, tăng hiệu quả điều trị, giảm liều lượng và rút ngắn thời gian sử dụng. Với những ưu điểm nổi bật của công nghệ, quy trình bào chế viên sủi nano curcumin của các nhà khoa học đã được chuyển giao cho công ty cổ phần Elepharma để đưa vào thương mại hóa trong thực tế, cung cấp một giải pháp sử dụng nano curcumin hiệu quả nhanh, an toàn và đem đến những trải nghiệm đột phá về nano curcumin cho mọi người. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.